Rồi xin chào tất cả anh em ha. Lô hôm nay em lên cho anh em tổng cộng là vẫn tiếp tục là 10 cây ha, cũng không có gì thay đổi, chỉ có thay đổi là những mặt máy của mình thôi ha. Thì hôm nay em có cho anh em là con G26 là con Gubin 27 nòng 35 ly 27cc. Máy hôm nay cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đỡ hoe luôn ha. Rồi con này là con Tanaka nòng 35 ly, nòng đứng nha anh em, còn đẹp luôn, tum gời luôn. Rồi, ở đây là một cặp Komatsu. Hai con đều là tum gời tum nhôm, đều có sự thuốc được hết ha. Một con thì trợ lực còn đẹp lan can, một con thì không có trợ lực thì nó không đẹp bằng con này, cho nên là giá nó có chênh lệch tới 200 ngàn nữa ha anh em. Rồi con này là dòng Genos ha, cũng là tum gời nòng đứng luôn, trợ lực luôn nha. Con này khá là ngon mà cũng khá là rẻ luôn ha. Rồi hàng trên thì có một con Makita, con này giật là hỗ trợ giật như mình nè, le tự động luôn, giá chỉ có 1,6 triệu thôi, áo lúc nào cũng đẹp chứ. Rồi con này con Shinowa ha anh em, đây lóc nhập cho Shinowa nè. Con này đặc biệt một cái là nó chạy chế hai kim zin nha. Rồi con này là dòng Genos Komatsu. Rồi ở đây là con Echo chụp giật trợ lực có giới thiệu cho mình luôn. Rồi con này 1,3 triệu, con này là con dòng Tanaka ha, con 1,3 triệu quá rẻ, dập nổi luôn nè. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em ha, 0917414042. Số này có Zalo luôn nha anh em. Kênh của em là cửa hàng Mai Văn Tèo, bên em là bao ship tận nhà, không cần lấy cọc và anh em mình được kiểm tra hàng trước khi nhận ha. Rồi ngoài kiểm tra hàng trước khi nhận thì anh em còn được là dỡ ra thử máy, xăng pha nhớt anh em đổ vô anh em thử, đối với máy 2 thì, còn máy 4 thì thì anh em chỉ cần đổ xăng trắng thôi là anh em thử luôn ha. Rồi ngoài bao ship ra thì em còn tặng kèm 6 món cho mình nữa ha. Rồi thì do tính chất bên em bán là không có lấy cọc, anh em nhớ test xem hàng, lựa cho kỹ, đúng giá, đúng yêu cầu mình xài thì anh em chốt. Còn anh em nào còn đang suy nghĩ chưa biết cái vấn đề là con máy nó có phù hợp với mình không thì anh em gọi trực tiếp vào số điện thoại của cửa hàng tụi em sẽ tư vấn miễn phí cho mình ha. Rồi anh em xem clip thì nhớ cho em một nút đăng ký kênh và một cái dấu like. Rảnh tay thì anh em chia sẻ lên Zalo hoặc Facebook cho anh em bạn bè mình nó xem ha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi em vô con đầu tiên, hôm nay em nói tiếp cái lô hồi tối ha anh em, G17. Rồi con này là con máy zin nguyên cây toàn bộ luôn anh em, tới cái chắn cỏ mà chắn cỏ zin tập bự chà bá luôn ha. Nòng là 32 ly, con này nó tới 24cc. Bình xăng con này lúc nào cũng vậy anh em, nó làm có nửa bình xăng thôi, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Áo là áo màu cam còn tươi luôn nha, chạy chế zin nè, tum liền tum nhựa ha. Dòng này thì nó dập nổi chữ Tanaka nè anh em, dòng cao cấp nó mới dập được kiểu này nha. Công tắc đây ha, ga giữ nha, tay đôi lắp chắn cỏ đầu bò zin, trên cái lắp là nó có cái hiệu của số 24 nè, 24 là 24cc đó nè. Chắn cỏ zin bự chà bá luôn ha, cực kỳ đẹp luôn. Áo màu cam tươi gói luôn nha. Con này anh em nhìn thấy nó cồng kềnh thôi là do cái phần áo nó bè ra thôi, chứ con này nặng có 4,5 kg thôi ha, khá là nhẹ luôn á, chạy chế zin. Rồi con G17 này giá 1,3 triệu. G18 là con Echo ha. Rồi nòng 33 ly ha anh em, con này nó 24cc luôn, trên lắp mấy cái số 24 nè, chụp giật trợ lực lớn có giới thiệu cho anh em luôn nha, giật cực kỳ nhẹ luôn. Anh em nào mà đang sợ cái chụp giật nặng đó, hoặc là ở nhà có con máy mà giật nặng quá giật không nổi đó, thì anh em kiếm những con trợ lực như thế này giật cho nó nhẹ, đối với những bác lớn tuổi đó. Còn mà chị em phụ nữ mà những anh mà đi làm văn phòng này kia đó, không có thời gian ở nhà làm cỏ này kia đó, thì mấy anh có thể mua để ở nhà, chị em ở nhà mình ha, chị em phụ nữ đó thì cũng có thể xách ra mình cắt luôn. Thì những con như thế này là anh em đập cước được rồi, đập cước cỏ vườn cỏ nhà đó là anh em có thể phát ba cước phát vào dây găng được rồi. Hay còn những cây cỏ mà như cỏ bự, như cỏ dôi, như cây sậy này kia đó thì anh em mình cắt lưỡi bằng em ha, cắt bằng cái lưỡi dao giùm em, thì anh em cắt lưỡi dao là lên chỉ cần nửa ga thôi, lên nửa ga thôi là cỏ là đã ngọt xớt luôn ha. Chạy chế zin một kim quanh gồ nha anh em, tum liền ha. Con này thì nó xài ga giữ, công tắc trên di động cho mình luôn, bộ tay đôi lắp chắn cỏ đầu bò zin, con này cũng là zin nguyên cây luôn nha anh em. Rồi thông số của máy thì nó nằm bên hông đây ha, tên máy nè, số xe ghi nè, và có dập chữ có dán là tem mắt in da băng cho mình luôn ha. Con này là zin nguyên cây luôn nha anh em. Rồi con G18 này giá 1,5 triệu. G19 là con Genos. Rồi
Rồi con này là cái kiểu nó chụp giật là chạy đó nghe anh em, giống như nó có cái độ đàn hồi đó, anh em kéo lên nó kêu có khèo gì đó, nghe cũng khá là lạ đâu nha ha. Nồng 32 ly 23cc. Con này là nguyên bộ zin, nó là nó có bộ đề, nhưng mà hiện nó do là con này cái bộ đề nó về nó bị hư, cho nên là em chỉ có xài được cái chụp giật thôi nghe anh em, hay là anh em chỉ giật được cái chụp giật thôi. Con này cái e gió là nằm phía dưới đây nha, nằm lòn dưới nè anh em, nhớ lưu ý. Anh em nào mà mình không biết thì anh em có thể tháo cái nắp intercare này ra anh em nhìn ha, thì để nhìn là anh em có thể thấy là cái nào đóng cái nào mở, chứ để cái này nhiều khi mình không biết cái nắp intercare đâu là mình không có đóng gió được á, không có đóng e gió được là máy nó sẽ không chạy được. Mới khởi động máy là mình phải đóng e gió lại và máy chạy rồi mình mới mở e gió ra nghe anh em ha, là cái khởi động máy lúc nào nó cũng vậy ha. Con này là tum liền mà tum nhôm nha, cực kỳ chắc chắn luôn. Tên máy nằm phía sau đây ha. Rồi con này là ốp Elgin luôn nghe anh em, ga giữ tay đôi ha, láp trắng cỏ đầu bò zin. Con này được cái độc đáo là cái thiết kế nhìn cực kỳ đẹp luôn anh em, giống bụng cá la hán vậy đó nè, có cái phần gù nè, ôi ơi nó lạ thiệt luôn á, gan bụng cá la hán luôn nha anh em, cá la hán mà anh em hay chơi kiển hồi xưa đó, còn giờ mất tích luôn rồi. Rồi con G19 thì giá 1,5 triệu nha. G20 xin đây qua ba số nha anh em, nồng 32 ly 23cc. Con này là bình xăng mới, là bình xăng mới, bình xăng lô nha anh em, gọi là bình xăng mới luôn đó, bình xăng lớn á, tại bình xăng zin nó bắt bị bể bắt buộc phải thay bình xăng mới. Trong lốc là nó có chập chữ xin đây qua cho mình luôn. Con này đặc biệt một cái là chạy chế hai kim quanh gồ, chế zin của nó luôn nha ha, cực kỳ xịn sò, cực kỳ lợi xăng luôn và cực kỳ bền luôn nha anh em. Coi dòng này là lợi xăng cực kỳ luôn á, máy xin đây qua bộ máy đã ngon rồi mà nó quất thêm cái chế hai kim nữa thì cực kỳ ngon luôn. Tâm liền mà tâm nhôm ha. Rồi tên máy nằm bên hông đây nghe anh em, Cinewa 232 nè, số xe ghi nó có còn luôn. Con này xài ga dữ ha, tay đôi, cụm là cụm zin nè, láp trắng cỏ đầu bò là zin nguyên bản luôn nghe anh em. Con này thấy gì mà ngon ha, khỏe mà lợi xăng nữa. G20 thì giá 1,5 triệu nha. Dòng này là anh em có thể bơm gắn cái tua hít vô anh em bơm nước được rồi. Rồi G21 con này là con Makita MM264 ha, nòng 34 ly 26cc. Dòng này lúc nào cũng vậy anh em, cái dàn áo lúc nào cũng đẹp như chứ, màu xanh đẹp cực kỳ luôn, nó phối màu hay lắm luôn. Chụp giật con này nó có hỗ trợ giật nha, giật cực kỳ nhẹ luôn nha anh em, đặc biệt là chạy le đỏ tự động nha. Đây anh em thấy hướng mũi tên không, chạy nhảy theo hướng mũi tên là đóng e, anh em chỉ cần lên ga là tự động e nó nhảy về cho mình luôn ha, cực kỳ tiện lợi, tự động mở e luôn hả. Tâm liền tâm nhựa ha, đây phía sau nó còn tem Makita nè, công tắc đây ha anh em. Rồi con này xài là xài ga giữ tay đôi ha, láp zin nha anh em, trắng cỏ đầu bò cũng là zin nguyên bản luôn, con này là zin nguyên cây luôn nha anh em. Dòng này đẹp xuất sắc luôn mà giật nhẹ nè, thêm cái le đỏ tự động nữa, quá hay luôn ha. Rồi con G21 này giá 1,6 triệu nha anh em. Rồi tiếp theo là con G22. Rồi, nòng là 34 ly ha anh em, 26cc, chụp giật trợ lực nha anh em. Ở trên cái áo nó còn ghi chữ Nhật nữa anh em, nó bay nhưng mà vẫn còn nguyên chữ Nhật nè. Này là G4 chữ luôn nè, đọc không biết cái ghi cái gì nữa. Chắc nữa phải học thêm tiếng Nhật để biết đường mà dịch cho anh em. Bình xăng lớn là bình xăng zin nha, chạy chế zin, chế máy cưa. Con này nòng đứng nha anh em, bugi đứng nè. Đặc biệt tôm gời, tôm nhôm, hôm nay em lên cho anh em 4 con tôm gời. Bữa giờ anh em hỏi cái xịt thuốc nhiều quá ha, em lên cho anh em tôm gời đã cho anh em gì cái xịt thuốc. À, con này là anh em về gắn xịt thuốc là gắn vô cái tum là vừa luôn nha, gắn vô cái thùng xịt á là vừa luôn, không có cần phải chế cháo gì nữa. Ga giữ ha, tay đôi, láp đầu bò zin, giá chỉ có 1,65 triệu thôi. Trợ lực 34 ly 26cc, tum gời gắn xịt thuốc được luôn mà giá chỉ có 1,65 triệu thôi ha. Tiếp theo là con G13. Rồi nòng 34 ly ha, 26cc nha anh em. Bình xăng con này là bình xăng mới nha, bình xăng lớn là bình xăng mới, chạy chế một kim, chế quanh gồ zin luôn nha anh em.
Đây phía sau này nè, anh em nhìn phía sau chỗ này nè, cái hướng này mũi ngón trỏ em chỉ nè, ở đây nó có dập chữ quanh gồ. Tôm gời, tôm nhôm, tôm này anh em có thể là về gác xịt thuốc cũng là vừa luôn, không có cần phải chế cháo gì nữa hết ha, úp vô là vừa luôn á. Con này nó bộ tay ghim là bộ tay bóp nha anh em, mà bóp là bóp trên láp, một tay cầm công tắc trên láp nha. Cái này hiện tại là tay đơn, anh em nào không thích tay đơn thì báo cho em sẽ đổi thành tay đôi, ga thì em sẽ về lên trên tay luôn nha anh em. À, còn anh em nào mà muốn xài tay đơn thì anh em xài bộ cái bóp này thì nó ngon hơn, là nó ghim láp đầu bò là ghim nguyên bản nha. Rồi con G23 này giá 1,8 triệu, cái xịt thuốc chạy bao ngon. G24 rồi, con G24 này cũng là giống con G23 anh em, nồng cũng là 34 ly, 26 cc, nhưng mà con này nó đặc biệt hơn nhiều cái là cái áo, thứ nhất là nó đẹp hơn cái con này, thứ hai là nó trợ lực lớn, có dây thèo luôn ha, cho nên là nó mắc 200 ngàn nằm ở chỗ cái áo và cái chụp trực. Còn lại là cái chế nè, cái tum nè thì nó cũng giống vậy thôi, cũng là tum gời tum nhôm, anh em cũng có thể ghé xịt thuốc được luôn. Công tắc đây ha, con này chạy chế một kim quanh gồ nha anh em, ga là ga giữ ha, tay là tay đôi nè, láp đầu bò là ghi nguyên bản cho anh em luôn. Con này bình xăng lớn cũng là bình xăng mới nha anh em lưu ý nha. Rồi con G24 này giá 2 triệu ha, thì anh em cân nhắc, anh em thấy cái nào phù hợp với túi tiền của mình thì anh em quất, chứ hình thức bên ngoài thì với lại cái công dụng nó đều như nhau hết, cũng có thể cắt cỏ, cũng có thể là bơm nước được luôn, và cũng có thể tháo gắn xịt thuốc được luôn ha, hai con đều như nhau. G23 1,8 triệu, G24 2 triệu. Tiếp theo là G25. G25 là con Tanaka 27 nha anh em, nồng 35 ly 27 cc. Con này đặc biệt một cái là cái dàn áo nó thiết kế cực kỳ độc đáo luôn nha anh em ha, giống như đi trước thời đại đó, nhìn cực kỳ ấn tượng luôn. Dòng này anh em chạy vài năm nữa giờ cái áo này cũng không có lỗi thời nữa, giống như anh em mua một bộ đồ vậy đó, mà anh em mặc cái bộ đồ đó anh em mặc hoài được hoài, nó không có lỗi thời lỗi mod đó, thì cái con này nó cũng vậy đó, cái dàn áo nó là đi trước thời đại luôn anh em, nhìn cực kỳ ấn tượng luôn ha. Con này nồng đứng nha, vô cái đứng nè, chụp giật con này nó có hỗ trợ giật nha, giật cực kỳ nhẹ luôn, chụp giật nó còn chữ made in Japan nè. Đặc biệt chạy chế hai kim, chế zin quanh gồ luôn nha anh em, cực kỳ lợi xăng luôn ha. Máy ngon mà chạy lợi xăng nữa thì cực kỳ ấn tượng luôn. G25 này nồng 35 ly 27 cc, tum gời tum nhôm luôn nha anh em. Đây ha anh em, dặn bốn ốc này ra là anh em có thể thấy cái đầu máy này, anh em có thể chế cháo gì cũng được rồi. Công tắc đây ha. Rồi con này xài ga giữ, tay đôi, láp đầu bò zin nguyên bản nha anh em, áo còn đẹp xuất sắc luôn. Đây ha. Rồi con này giá 2 triệu nha. Cuối cùng là G26. Con này tiếng gam ti nghe cũng thấy đã anh em, quá sướng luôn ha, tiếng máy thì lại giòn nữa, gam ti ngon, tiếng máy giòn, áo cũng đẹp nữa anh em, áo nó còn nguyên zin luôn nè, 35 ly 27 cc, áo còn đỏ hoe luôn nha. Đây ha, tum liền tum nhôm, công tắc đây ha anh em lưu ý nha, nó có chữ on off nè anh em, tính cái phần này on là mở nè, off là tắt nè anh em nhớ nha, để hôm mình lộn cái chỗ này, để mình hôm mình giật hoài nó không chạy là khổ lắm á. Chạy chế zin một kim quanh gồ nha anh em, hai kim quanh gồ, hai kim đây một kim, trên đây một kim nữa là hai kim ha, hai kim quanh gồ, máy lớn mà chạy hai kim thì nó sẽ lợi xăng cho mình nha. Rồi con này ga giữ, thằng nào gắn ngược đây không biết, bộ tay là bộ tay đôi nha, lắp gin anh em, đây 271 nè, đầu bò gin luôn nha ha, con này là gin nguyên cây cho anh em mình luôn, từ bình xăng, cái chế, cái áo, cái cỡ, cái tay, cái láp, cái là bò luôn, là gin hết cho anh em 100% luôn nha, không có bị lai tạo của những cái gì ngoài vô trơn á ha. Rồi con G26 này giá 2,5 triệu nha, con này anh em đập cước là vô tư nè, cực kỳ ngon luôn. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em hoặc là kết bạn Zalo rồi chốt máy cũng được ha. Chào tất cả anh em.